lại tiếp tục có mặt tại biển Vũng Tàu ngày thứ hai. Thì bây giờ trước mặt của team á là bãi biển đó, còn sau lưng của team á là sa mạc. Đúng rồi, hôm nay team tụi tôi sẽ thực hiện một cái clip, đó chính là đi lụm biển, review xem ở biển có cái gì cho anh em coi. Hứa hẹn hôm nay chúng tôi lụm được con gì là sẽ ăn thịt con đó luôn. Wow. Mình chơi giống như là người rừng á. Chúng ta bây giờ là kênh này là kênh sinh tồn săn bắt hái lượm mà. Đây đồ nghề của chúng ta hôm nay là có hai cái rổ, hai cái sẻng, hai cái sẻng. Đúng vậy. Đó. Dạ tôi chuẩn bị rất là kỹ luôn, sẽ có một cái bình nước để rửa tay nè. Còn đây là đồ nghề của hôm nay, chúng ta sẽ ăn hải sản. Đó. Thơm ngon mời bạn ăn nha, tôi đi không cần mệt nữa và tôi ăn liền. Đó, cái này là một lát của chúng tôi sẽ review xong bắt được con hải sản rồi sẽ làm trên đây. Rồi, rồi đại đại đi, đại đại đi. Nhưng mà anh em hiện tại tôi phát hiện ra cái chỗ này có rất là nhiều cái chỗ sò luôn. Thôi bây giờ tôi cởi dép ra luôn, tôi không đi dép nữa. Đó, đây 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 đây. Thấy chưa, quá trời vỏ sò luôn nè. Sao không, bây giờ bỏ vô cái rổ cái đem mà kia. Đúng rồi, đúng rồi. Bỏ lên, hốp 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 lên, hốp hốp, lẹ. Cái vỏ này hình như là cái vỏ của con trai hay con hết vậy đó mọi người. Đó. Đây, 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 tôi thấy cái vỏ này nè. Có thể nói cái bãi biển này là một cái bãi vỏ sò. Tại vì ở trên này có rất là nhiều vỏ sò luôn. Vỏ sò vậy nói tôi lụm được một con dây chuyền luôn nè, anh em thấy không? Rồi. Ủa quá trời luôn nè, xúc xúc vô. Xúc vô. Đem ra biển đây là hết sảy luôn trời. Đây nè, xuống mấy cái vỏ bự. Rồi, rồi, bây giờ đem ra đi, đem ra biển, đem ra biển. Rồi. Đó, đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Ở đây là cái bãi nước là hôm nay là thủy triều rút là cái bãi bồi nè, giống đi được ơi. Đây nè. Rồi, sang đi. Rồi, sang. Sang thử ơi. Đó, anh Tuấn anh đang làm động tác rất là giống như các anh ngư dân ở ngoài biển nha. Ông này giống như anh mỏ vàng anh chơi. À, đi đào vàng đó hả? À, đúng rồi. Rồi, lại lên. Trời ơi. Wow. Đúng là cái này là hải sản, cái này là trời ban nè. Ủa, mày làm cái gì vậy? Mới, tự nhiên mới hốt được cái này vậy. Trời ơi, cái này sao giống như là cái thảm bay của Đông Hải Long Cung vậy? Ủa, chị giờ xúc cá để đây vậy? Rửa anh trai. Thôi, bây giờ mình kéo lên bờ đi, đừng có để đi, nó sẽ bị tắc nghẽn cái con nước kéo lên bờ đi. Đó, kéo để lên bờ. Bây giờ mình sẽ đi dọc theo cái rìa bờ biển để mình coi có gì mình xúc ốc. Đó, đây, 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 đây. Dưới đây là tôi thấy có rất là nhiều đá, cái gì đây, cái gì đây, xúc lên. Xúc cái rổ đó. Mình xúc cái vỏ đó. Xúc cái vỏ là mình phải xúc vô cái bình ra. Đó, bây giờ đi coi. Trời ơi, đây có bịch mì gấu đỏ nữa. Đây nè, cầm đây nè, cái vỏ ốc này nè, lụm lên nè. Cái vỏ ốc này mình đem về mình chưng hột cá rất là đẹp luôn nha. Yeah. Đó. Thì giờ mình sẽ coi đi. Ôi, ơi, cái gì kìa? Ủa, cái gì coi đi. Ôi, ôi, con ốc hương. Ủa, sao có con ốc hương đi nữa vậy? Còn sống không? Đây, bắt lên, xúc lên. Nè, nè, nó đang bò kìa. Đó. Ơi, mấy con ốc hương này một lát nữa mình ăn được đó nha. Trời ơi, hình như đây chúng cái lùa ốc hương rồi. Xếp đây nè. Ủa cái gì vậy? Phải không? Cái gì vậy? Mình ráng không lại ơi. Ôi, có gì đây nè. À, hình như cái con này là con nghêu. À không phải, con nghêu á, cái vỏ nó sẽ trong suốt, còn cái con này ta kêu là con sò dương. Đó, sò dương. Ở đây có mấy con đó nè. Đây, đang mở miệng ra nè. Ta, nè mọi người thấy không, cái con sò dương này nó còn sống nè, nên bởi vì nó mới đào cái hố xuống đây nè. Thì ở đây á là nước nó mới rút xong á, nên bởi vì hả những cái con sò này nó bị kẹt lại ở cái bờ biển. Con này chắc chết rồi, thôi mà cứ lượm vô lấy cái vỏ nó thôi. Dạ. Ủa, ở đây sao thấy có nhiều con ốc quá vậy ta? Trời ơi, trời nước nó dập vô nó ướt vô cái đất tôi rồi. Thôi, mày khỏi luôn, mày thôi mày chạy lên, tôi mệt mày quá. Thôi, đập ra chi, để nó lát ăn chứ tự nhiên đập. Rồi bây giờ chúng tôi lại tiếp tục vào đào, bây giờ là xúc thử cát ở mấy cái chỗ này nè. Xúc cát. Đó. Ôi cái gì vậy, cái lưới à? À, cái này là cái lưới của người ta. Cái gì? Con gì nè anh trai? À, con tôm. Wow, con tôm này là con tôm biển này nên người nó mới sọc vậy nè anh em. Chứ nếu như mà là con tôm mà ở dưới sông á thì nó sẽ có màu xanh, nó không ra màu gì. Ôi con cá kìa. Con cá nè. Ôi cá. Trời, con cá thì bị gì vậy? Bỏ vô luôn. À, tiếp tục rồi đấy. Trời ơi, mấy con tôm này là nó bị hồi tối á, biết xong. Ở đây á là buổi tối nước mà thủy chiều lên xuống á là nó sẽ bị kẹt lại và sau đó nó là bị chết ở đây do nó bị thiếu oxy. Chết luôn. À. Đây. Trời ơi. Nó dính bọt hết trời. Bây giờ mình rửa nè. Ủa cái này bọt gì ghê vậy anh? Giống này bọt cà phê quá ta. Cái này là bọt biển á. Đây nè. Có nghĩa là cái con này nó sẽ mắc lưới rồi và bây giờ nó chết, tại vì hả tôi thấy cái xung quanh này á là không có ai hết trơn. Cái chỗ này nó rất là vắng hoang tàn luôn. Cái chỗ này giống như cái chỗ mà tập trung để cho người ta mà đánh bắt cư dân á, người ta sẽ để lên đây. Ủa cái gì nè? À đây là một cái vỏ của con ngao. Xếp qua đây. Cái gì? Coi nè. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy?
À, có bạch tuộc, sao lại bị dưới cái bạch dưa vậy? Ôi. Ơi ơi ơi. À đây đây, đếm xuống bao giờ anh chết rồi, chết rồi. Nào xung quanh, Ủa cái gì có đốm đốm nước này vậy? Bọt anh kìa. À, đào lên đi. Nào xung quanh, Trời ơi, đào cái xuống rồi. Ủa? À, đây là một con bạch tuộc. Con bạch tuộc này là nó chắc nó chết từ hồi tối hôm qua rồi. Trời. Đó. Làm đụng thấy con sò này, sò xanh. À, con sò xanh đâu, rửa nước con này coi, con này bự nè. À. Wow. Bởi vì á mình cứ canh cái nước mà chiều xuống là mình sẽ đi lụm nha. Đó, đây. Ê mà cô nhìn kỹ thấy cái con bạch tuộc cái mặt của nó giống như người ngoài hành tinh nha. Đúng rồi. Có hai con mắt đen mà cái đầu nó cao lên như nè. Rồi để đây luôn. Ok la luôn mọi người, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục đi trên cái bờ biển này nữa. Trời ơi anh em ơi, tôi phát hiện ra có con hơn cái đàn cử động ở đây nè. Trời ơi, chui dưới luôn. Trời ơi, cái con này là nó chui xuống dưới nước, cá nó chốt ghê quá ha. Biết đào dưới đây là nguyên tổ luôn anh trai. Không biết nữa, bây giờ mình phải đào lên, mình coi thử rồi. Bây giờ tôi sẽ rửa con này cho anh em thấy rõ hơn nè. Đó. Đây con ốc hương này là còn sống luôn nha. Hôm nay là chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời luôn. Đó. Đào xung quanh ra, không bây giờ đó, mình xúc cát ra. Đào lên nè. Môi lên từ từ ơi. Tại con ốc hương này nó chú xuống dưới cát đó là sâu lắm. À, đây sắp. Cái gì vậy? Đây. Đang bò. Còn. Không bây giờ á mình đào cái này khó lắm, bây giờ mình phải coi cái vết nào á mà có vết nó đi á là mình đào lên là nó sẽ dễ hơn. Đây sếp. Đâu. Đây. Trời ơi. Cái thằng này dám lại thả tính tôi nữa. Đây. Thôi bây giờ á mình sẽ đi ra ngoài xa hơn để mình coi có những con gì, còn ở gần đây á là rất là khó bắt luôn. Tại vì những cái con ốc này á nó chỉ lên vào buổi sáng thì nó thở thôi, trời ơi. Ok anh em, đợi tôi chút xíu tôi sẽ đi ra ngoài nha anh em. Đây tiếp theo tôi sẽ đi qua bên cái bờ bên đây. Bên đây là hiện trạng á, là tôi cũng thấy là chưa có cái gì nhiều. Xếp. Cái gì? Đây cái đằng chuông. À đây. Ôi nó bò kìa. Trời ơi con ốc hương nó còn sống luôn nè. Cái con ốc hương này là nó thường xuyên là nó trốn ở dưới cát nên bởi vì mình ít là mà gặp nó được lắm. Bắt được nó là tại vì đó nó trồi đầu lên để nó kiếm ăn nó mới bắt được nó nha anh em. À vậy là à. Nó đang đi kiếm ăn cái đúng mình rồi. Bắt luôn mình. Đúng rồi. Và nó thành đồ ăn của mình luôn. Đúng rồi. Thì nó ngu, con nào ngu chết chán chịu không có sao hết trơn á. Trời ốc hương này mà luộc lên rồi chấm muối tiêu cho. Trời ơi. Thôi ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài xa hơn nữa. Ok anh em luôn. Hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều rồi mà nãy giờ chúng tôi đi vòng cái ở đây á chúng tôi. Ủa? Gì vậy? Gì vậy? Cái gì? Ôi. Cua hả? Đừng làm đụng nước. Ủa? Đâu mất tiêu rồi? Trời ơi. Con ghẹ anh em ơi. Đù, nó bị trang hay quá vậy. Wow. Anh em chúng tôi hôm nay đã kiếm được một con ghẹ ở ngoài biển luôn anh em. Mày ấm hết chứ vậy? Trời ơi, công nhận con ghẹ nó bị trang hay rồi, trời nó mạnh kìa. Cái con này nó còn sống nè. Trời ơi. Cái càng nó dài quá anh trai. Ai biết? Bình thường bắt sao? Bắt ở đây nè. Không có, bắt cua nó cắn chết á. Đây. Trời ơi, công nhận cái con này nó đẹp ghê luôn anh em. Để tôi rửa nè. Đó. Wow. Hồi nãy tôi thấy nó ngụy trang hay nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ coi nó ngụy trang nè. Ôi, nó đi kìa. Chẳng là để ngụy trang à. Ngụy trang. Đẹp quá anh em, coi như công nhận hôm nay chúng tôi đã bắt được một con ghẹ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có ghẹ nhiều quá sao. Đúng rồi. Cái chỗ này á nước cạn coi chừng có ghẹ nha. Bây giờ mình để con ghẹ đây đi. Chúng ta sẽ bắt đầu rà soát cái khu vực này nữa. Dạ. Ủa gì đâu mà làm gì đó vậy? Em tính bắt đó. Mà nó kẹp em nè. Kẹp gì? Ủa con này. Sao đây có con cua? Con cua ngộ vậy? Ủa để em để. Ôi. Ủa sao có con ghẹ nó mạnh quá vậy? Trời. Nè anh coi nó kẹp em nè, lỗ không luôn. Trời ơi, con ghẹ này nó mạnh lắm nha anh em. Trời ơi. Đó. Cho nó lên bờ đi. Đó. Wow. Dính lại. Con ghẹ này có bị mạnh thiệt. Rồi em dính lại sếp. Nó bị kẹt cái kẹt ở trong đây rồi. À mày muốn ra coi nó đang giữ cái gỗ. Đó cho nó lên ơi. Đây. Anh này là một tên tội phạm đã bị bắt. Sao vậy? Nó kẹp em. Em phải trả thù. Trời ơi. Ở giữa đây đi. Ôi mày làm gì bắt gì con nhện vậy? Ốc sọ. Kẹt cho mỏ. Đây chúng ta đã có được một con ghẹ ở đây rồi. À cái chân nó bị kẹt rồi. Thôi con này nó hung dữ quá anh em ơi. Bây giờ con này tôi phải cho nó vô trong nồi à. Thôi
Hả? À. Xử lý đi. Đây, đây đúng rồi. Tôi sẽ đưa cái coi cho cái xô, nãy giờ là quên nói cho anh em biết tôi có cái xô. Đây, bắt được con nào là sẽ bỏ cái xô con đó. Ủa nó bị kẹt rồi, lấy ra đi Nu. Mày. Đó. Sao? Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đi coi tiếp cho cái bãi biển thì còn cái con ghẹ nào nữa không nha. Nào nào đó bạn. Cho mượn cái xẻng đi bạn ơi. Bây giờ mấy con cua hồi nãy là ngụy trang đúng không sếp? Bây giờ mình phải đào với cát mình mới gặp nó được. À. Vậy hả? Dạ đúng. Để tôi đi kiếm thử coi. Đây. Đâu cái gì vậy? Đâu bỏ ra coi, Từ nghe, đừng có làm nước động nghe, khó thấy lắm á. Đây nè. Ủa sao mày thấy hay vậy? Đó. Ủa con gì vậy? Con cua. Đây nè, con nhiêu xíu nè. Đó. Lấy cái rổ xuống lên. Đó. Ủa, con có chút xíu à. Ủa con này con mi đấy. Trời ơi. Coi còn con nào nữa không nghe anh em? Công nhận ở dưới đây mấy con ghẹ nhiều thiệt luôn. Ủa, nó nằm kìa. Tôi lại. Tôi lại bắt nó đi. Tôi lại. À, coi nó mạnh nè. Từ từ. Bạn làm gì gãy kẹt đó bạn? Không phải lấy cái rổ bắt nó, mày làm cái gì vậy? Mày nó mất tiêu rồi. Ủa? Nó đâu anh em? Ủa? Nó dưới đây nè. À, còn chừng có đào cát á. Mình phải chọn cái chọc bơm. Hấp dẫn quá, không biết con này đâu mất tiêu rồi. À, cái gì vậy? Không gì hết. Ủa đâu mà ta? Mà trốn dưới cát rồi, bây giờ bươi cát lên đi. Bươi lên, đào cái cát lên, nó trốn ở đâu đây nè. Ủa, tôi thấy hai cái con này đang làm gì nè. Ủa, thì ra tôi phát hiện ra một cái đôi nhân tình đang gian díu ở đây. Hai con ốc mượn hồn. Đó, hai con này là nãy giờ tôi thấy nó cắn với nhau nha. Đó, cắn, đó, nó lòi ra kìa anh em. Trời, nó chạy luôn. Wow. Cái gì vậy? Cái gì mới chạy biên nó chạy. Gì hả? Gì đâu mà lại đây mày phụ coi, gì đâu mày đi đâu vậy? Mày kiếm đâu, mày đâu bên đây nè. Đừng có để nước động nha mọi người. Ok anh em đợi xíu để tôi kiếm nó lại rồi tôi cho anh em coi nha.